調子に乗るなよ、加藤氏。Dâu dâu dâu, bà con sâu, trong 500 anh em đã quay trở lại cùng với YouTuber Đơ Mơ Gây Mình trong tựa game Huyền Thoại Làng Lá. Và đây là Sasuke Susanoo, hình thái tối thượng, đốt cháy bóng đêm, hận thù. Vâng ạ, một cái gì nhỉ, câu slogan, một lời giới thiệu về một trong những vị tướng mới nhất xuất hiện ở trong thế giới của Làng Lá, Huyền Thoại Làng Lá anh em nhé. Đó là Sasuke Susanoo, rất đẹp trai, rất ngầu lòi đúng không anh em. Một cái phong cách rất cái gì nhỉ, mình mới nói như là Sasuke mong một phong cách rất lạnh lùng nha anh em, kiểu lạnh lùng boy không, rất lạnh lùng boy. Từ trước đến nay xây dựng cái hình ảnh của Sasuke lạnh lùng boy, và trong cái trạng thái Sasuke Susanoo này nó còn lạnh lùng boy hơn nữa nha anh em nhá. Và đây là banner dành cho Sasuke Susanoo, ước nguyện siêu ninja, ninja bài ép tiếp theo. Vậy là sau sự xuất hiện của Naruto Chakra Cửu Vĩ thì ninja bias tiếp theo mà anh em được nhìn thấy đó chính là Sasuke Susanoo. Về bộ kỹ năng thì chắc là mình không phải giới thiệu quá nhiều nữa rồi, khi mà đa số là anh em đều biết về kỹ năng của Sasuke Susanoo. Các bạn có thể đọc được hay là xem clip trước của mình đã từng chia sẻ các bạn rồi. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng xem chiêu thức rõ ràng hơn đến từ vị trí của Sasuke Susanoo anh em nhé. Đó, bịt con mắt lại đó, kiểu bịt con mắt Rasengan lại như các bạn nhé. Đó, em nhìn thấy là tạo một lớp khiên, gọi Susanoo lên tạo khiên, có hồi máu nhỉ, đấy, có hồi phục nhé các bạn, nói hồi phục cho nó chính xác, có hồi phục đúng không, nhận sát thương mà hồi phục, hồi máu, có chắn, có lá chắn này, hồi máu này các kiểu này anh em, có đam này. Về Sasuke Susanoo nói như thế nào nhỉ anh em nhỉ? Đấy, anh em xem hết chiêu thức của Sasuke Susanoo cũng như nội tại các kiểu nó nha anh em nhá. Đây là chiêu thức này. Đó. Tăng tỷ lệ bảo. Gọi ra Susanoo một xiên, xiên thẳng. Đánh theo hàng ngang nha anh em nhá. Đánh một hàng ngang chứ không phải đánh AoE hoặc toàn bản đồ. Đánh một hàng ngang. Và đó là cú xiên đến từ vị trí của Sasuke Susanoo. Để thế nào nhỉ anh em nhỉ? Để mà nói thì Sasuke Susanoo là một ninja khó dùng đấy anh em nhé. Đấy là theo quan điểm, đây mình đang nói theo quan điểm cá nhân của anh em nhé. Để mà nói thì nó là một ninja khó dùng, và để phát huy được hết cái sức mạnh của nó thì anh em nên chơi nó trong team hệ lôi. Hệ lôi gồm có Sasuke Taka này, gồm có Sasuke áo trắng này, Sasuke thường đấy các bạn, gồm có Derui này, gồm có Kagutsu này, gồm có anh em nhà Kilibi và Raikage đệ tứ này anh em đấy. Nói chung là để mà phát huy được hết sức mạnh dành cho Sasuke Susanoo này thì các bạn nên chơi với tem lôi nhé các bạn nhé. Nên chơi với tem lôi, vì thật sự là Sasuke Susanoo này rất khó dùng nhé các bạn nhé. Đi với tem lôi thì nó sẽ phát huy được sức mạnh nhiều hơn, vì nó vừa boost cho tem lôi mà nó lại được hưởng, vừa được hưởng boost từ những cái ninja hệ lôi khác nha anh em nhé. Nó vừa boost cho những ninja hệ lôi khác và nó cũng sẽ được hưởng những boost từ ninja hệ lôi khác. Cho nên là anh em nào xác định có ý định chơi Sasuke Susanoo này thì mình khuyên thật là anh em nên bui theo tem hệ lôi để phát huy được tối đa cái sức mạnh của nó anh em nhé. Mình đang nói là phát huy tối đa sức mạnh của nó, là anh em hình dung là nó sẽ rất mạnh. Bản thân con Sasuke Susanoo này nó đã rất mạnh rồi, vì nó là tướng tư chất bias đúng không anh em, tướng tư chất bias, tướng tư chất cao nhất, không mạnh không được anh em hình dung không. Nhưng mà làm sao mà để nó phát huy được hết sức mạnh thì anh em nên cho nó vào một cái tem nào mà boost cho nó, đúng không? Tem nào mà đẩy cái sức mạnh của nó lên được đỉnh điểm, người ta gọi là lên được đỉnh điểm của sức mạnh ấy, đúng không? Thì là chét vào tem lôi là hợp lý nhất. Mình đơn cử như bây giờ mà các bạn bảo mình lấy con Sasuke Susanoo này về nhét vào cái tem độc của mình thì nó có ý nghĩa gì không? Thật sự các bạn chẳng có ý nghĩa gì cả, đúng không? Nó vẫn mạnh thôi nhưng mà nó sẽ không phát huy được cái sức mạnh đỉnh điểm của nó. Ví dụ bình thường là anh em, bình thường nó có 100% sức mạnh nha anh em nhá, đúng không? Mình đơn giản này, bình thường nó có 100% sức mạnh, các bạn nhét nó vào trong tem lôi thì nó sẽ được cộng hưởng từ những con ninja hệ lôi khác, được boost từ những ninja hệ lôi khác, các kiểu thì sức mạnh nó sẽ được boost lên thành 150%, 200% chẳng hạn, đúng không? Nhưng mà bây giờ mình mà lấy nó về nhét nó vào một cái tem độc, nó đang 100% sức mạnh thì nó sẽ bị nét đi một chút, đúng không? Vì lúc ấy có con nào boost cho nó đâu, đúng không? Nó lại không phù hợp với cái tem đó nên sức mạnh của nó phát huy chỉ được tầm khoảng 80-90% thôi chẳng hạn, đúng không? Nên là nhiều khi rất khó để sử dụng. Nói về hai con tư chất ES ra mắt thời điểm hiện tại này thì mình nhớ là đợt trước là con Naruto chắc là kiểu vĩ ra cái đây đó tầm khoảng tháng hoặc là hơn tháng gì đó, đúng không?
thì con Naruto chắc là kiểu Vĩ nó sẽ dễ dùng hơn con Sasuke Susanoo này anh em nhé. Anh em có thể đọc bộ kỹ năng của Naruto chắc là kiểu Vĩ thì biết. Thì cái con đấy nó không bị phụ thuộc quá nhiều vào những cái vệ tinh xung quanh ấy. Còn con Sasuke Susanoo này thì nó lại phụ thuộc nhiều vệ tinh xung quanh nhiều hơn nha anh em nhé. Nên mà để mà lấy á, để mà chơi á, thì con Naruto chắc là kiểu Vĩ dễ chơi hơn con Sasuke Susanoo này. Ok anh em nhé, đấy là quan điểm cá nhân của mình thôi. Còn nếu các bạn thích thì các bạn cứ lấy đúng không? Chả ai cấm được. Ví dụ bạn, ôi tôi thích Sasuke Susanoo vơ lơ ra được, nên tôi phải lấy, thì ai cấm được bạn đâu đúng không? Nhưng mà đây chỉ là lời khuyên chân thành của mình thôi đúng không? Nó không phù hợp với nhiều tem, khó chơi nhỉ? Khó chơi. Còn các bạn đam mê hay là các bạn thích nó thì các bạn lấy là chuyện cực kỳ bình thường anh em nhé. Và đó là banner của siêu ninja, ước nguyện siêu 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 ninja Sasuke Susanoo. Ok, đó là điều đầu tiên mình nhìn thấy trong này. Điều thứ hai, chúng ta có một cái lễ hội đúng không? Chúng ta có một cái event nó tên là lễ hội trồng cây. Lễ hội trồng cây người ta bảo là gì ạ? Cái gì trồng cây là cả đời ấy nhỉ? Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi to. Cái gì lại còn cái câu gì là ăn quả nhớ kẻ trồng cây, rồi cái gì mà một năm trồng cây bằng 3 năm trồng người ấy nhỉ? Cái gì gì đó, nói chung là những cái cây về cây cối thì anh em nói quá nhiều rồi. Và chúng ta có một cái lễ hội trồng cây ở trong cái huyền thoại làng lá. Và cái đầu tiên mình nhìn thấy đó là nạp ngày 600 Rio trong 3 ngày nhận skin. Đầu tiên thì không biết là anh em nào có bị nhầm lẫn như mình không? Cái lần đầu tiên là mình nhìn thấy cái trang phục của con Kagutsu này thì mình cứ nghĩ là Orochi. Đầu tiên là mình cứ nghĩ là skin của con Orochi cơ. Ngày xưa khi mà lần đầu tiên mình nhìn thấy bảo thế nào lại con Orochi lại có skin nhìn lạ thế. Xong thì mãi sau anh em mới bảo đó là skin của con Kagutsu thì mình mới biết nhé các bạn. Đây, anh em nhìn đó, skin của Kagutsu nha anh em nhé. Thật sự cái bộ skin kẻ trần này nhìn nó xấu thật sự nhỉ. Xấu. Chắc có lời nào diễn tả là đây cũng cũng là cởi trần, nhưng cởi trần thì nó đẹp trai thì nó phong độ như thế này, nụ cười tỏa nắng đúng không? Gương mặt khả ái như thế này, cơ bắp cuồn cuộn như thế này, nhìn người nó dày mình như thế này đúng không? Đây trong khi đây cởi trần anh em nhìn không, người thì sẹo nhăn sẹo nhịt ra mẹ mày, mắt mũi thì xanh lét ra, mặt thì hốc hác này, lại còn xăm mình phong cách Mohica. Tôi đếm bao nhiêu vết sẹo anh em, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vâng ạ, đây là những cái vết khâu, hình như là cái skin ở cái phiên bản gọi là uế thổ chuyển sinh của Kagutsu thì phải đúng không anh em? Không biết có phải hay không, nhưng mà nhìn những cái vết này giống y hệt uế thổ nha các anh em, đúng không? Nhưng cái phiên bản cởi trần thì xấu, so với được cái phiên bản cởi trần này đáng giá hơn, nhìn ngầu hơn anh em nhá. Nói chung là xấu, nhưng mà nếu anh em mà đam mê thì vẫn có thể lấy được thôi, vì đa số là thời trang anh em nào mà chơi cao su, chơi tem lôi này hay là chơi tem thanh long như cái ác sơ 105 của mình, các bạn có thể lấy được cao su vì skin là đa số cộng thêm với cái chỉ số nữa. Vì hiện tại ở trong này cái có một cái điều hơi tắc trách của cái con game này, nhẽ ra là skin như thế này là phải ghi luôn là nó cộng cái chỉ số như thế nào anh em. Ví dụ nó có thêm một cái dòng ở đây chẳng hạn đúng không, nó ghi thêm một cái dòng ở đây chẳng hạn đúng không, ghi dòng ở đây ví dụ nhiều cái skin này là sẽ cộng 5% công hay là cộng mẹ mày 3.000 điểm HP hay là cái gì gì đó, tỷ lệ chí mạng cộng thêm 1,5% toàn tem chẳng hạn đúng không? Nó nên ghi ra trong này để cho người ta biết là skin này nó có cái hiệu ứng như thế nào, cái nào đúng không em? Nhiều khi mẹ xem này rất ức chế, không biết là skin là nó có sự cộng chỉ số hay không đúng không, hay là nó cộng chỉ số như thế nào đấy. Hoặc là anh em biết thừa là chắc chắn nó sẽ có cộng chỉ số, nhưng mà ví dụ cộng chỉ số nó có đẹp hay không, ví dụ như kiểu skin của con Kagutsu này mà là cộng chỉ số mẹ tăng thủ này, tăng thủ này, cái cả cái gì ở tăng thủ tăng HP thì nhiều khi anh em chả lấy đâu, vì bản thân nó là công mà anh em thích những cái chỉ số nhiều cộng công hay là cộng sát thương nhiều hơn chẳng hạn đúng không, nên là rất khó nói anh em nhá. Được không? Nói chung là nên thêm một cái dòng ở đây đó, góp ý là nên thêm có một cái dòng ở đây ghi rõ ra là nó cộng chỉ số như thế nào để anh em còn biết anh em nhá. Ok, tiếp theo chúng ta đến cái thẻ tuần. Thì cái thẻ tuần trong cái sự kiện này, cái sự kiện này anh em có liên tưởng đến cái sự kiện rồng vàng lần trước không? Mà sự kiện rồng vàng là một trong những cái event ngon nhất của cái tựa game này rồi. Hiện tại hôm nay là ngày thứ 64 nó đã ra mắt rồi. Thì không có cái sự kiện nào qua được cái sự kiện rồng vàng lần trước. Thì cái sự kiện này nó cũng y hệt cái sự kiện rồng vàng lần trước thôi anh em. Nó chỉ khác mỗi cái vật phẩm thôi, khác mỗi cái hình thức thôi nha em nhá. Nó khác mỗi cái hình thức thôi anh em. Khác mỗi về cái hình thức hoạt ảnh, cái hình ảnh của vật phẩm thôi, còn nó y hệt như vậy. Và cái sự kiện này là sự kiện đáng chơi nhất. Thề với các bạn luôn, không có cái sự kiện nào đáng chơi bằng cái sự kiện này. Sự kiện này cực kỳ ngon. Không chơi sự kiện này thì không biết là anh em nên chơi sự kiện nào nữa.
nha anh em nhá. Cái gói này cũng rất ngon, nông dân cũng nên làm anh em nhá. Cái gói 100.000 này, gói 100.000 này anh em cũng nên nạp anh em nhé. Mình nhớ hình như lần trước mình cũng nạp cái gói này, nhưng mà mình nạp sau 2 ngày. Lúc ấy mình bị lỗ mất một ngày anh em. Thật ra lúc ấy mình lỗ mất một ngày là coi như là lỗ mất 10 cái vé quay anh em nhé. Đây, vé rút thưởng may mắn ở trong cái vòng quay ấy, đúng không? Đợt đấy mình lỗ mất cái này. Đấy, anh em nên nạp anh em. Nông dân hay đại gia thì đều nạp hết cái này. Đại gia thì mình không nói rồi, còn anh em nông dân nên nạp cái này. Vì sự kiện này rất ngon. Sự kiện này rất ngon, không chơi sự kiện này thì không biết là chơi sự kiện nào. Cực kỳ ngon anh em nhé. Tiếp theo chúng ta có một cái gọi là đầu tư Rio. Đây là một cái mới này các bạn này. Ở đây anh em nhìn này, nó có ba con cóc. Nó có ba con cóc, cóc vàng, cóc hở cam và cóc đỏ này các bạn nhé. Ở đây này, sự kiện này chơi nó khá đơn giản thôi. Các bạn bỏ ra và các bạn nhận lại, đúng không? Nhưng mà mỗi tội là các bạn phải nhận lại sau các bạn nhận lại sau 4 ngày nha anh em nhé. Sau 4 ngày, ở đây trong này nó có ghi chép này các bạn này. Trong anh em nhìn thấy có cái dấu hỏi chấm không? Anh em sẽ đọc cái quy tắc để chơi cái sự kiện đầu tư Rio này. Đây, giai đoạn nhận thú ích chia làm 4 lần sau khi kết thúc giai đoạn gửi. Mỗi ngày người chơi sẽ nhận được một lần trong vòng 4 lần anh em nhé. Đơn cử như này các bạn này. Các bạn bỏ ra 2.000 thì mỗi ngày các bạn sẽ nhận được 600. Đó, và trong vòng 4 ngày thì các bạn là 6 x 4 là 2.400 thì các bạn sẽ nhận được 2.400, các bạn sẽ lời được 400 Rio. Đối với con cóc vàng này, đối với con cóc cam này thì các bạn bỏ ra 4.000 và các bạn nhận về được 4.800. Các bạn sẽ lời được là 800 Rio. Và với con cóc cao nhất này, phẩm cao nhất này là con cóc đỏ, các bạn bỏ ra 8.000 Rio và các bạn nhận về được 9.600 Rio trong vòng 4 ngày. Mỗi ngày là 2.000 đúng không? À, mỗi ngày là 2.400. Vậy là các bạn sẽ lời được đâu đó tầm khoảng 1.600 Rio, đúng không anh em? Nên chơi cái sự kiện này. Cái sự kiện này không phải nên chơi nhưng mà bắt buộc phải chơi. Các bạn đừng nhìn nhàng đúng không? Đừng ông nào quên đấy các bạn nhá. Và sự kiện này nó chỉ có vòng 2 ngày thôi. Hôm nay hoặc ngày mai là các bạn phải quyết định ngay là các bạn mua con cóc nào, mua con cóc đỏ hay mua con cóc cam, đúng không anh em? Anh em nào đang còn nhiều Rio thì ví dụ anh em đang có tầm khoảng 8.000 Rio thì bắt buộc anh em phải mua con cóc cam này cả. Ví dụ con ác này mình đang có chỉ có là 5.000 Rio thôi thì mình chỉ đủ mua con cóc này chẳng hạn, đúng không? Cái sự kiện này anh em nên chơi nhá. Bắt buộc chơi chứ không phải nên chơi nữa. Nó quá ngon, hàng free, gần như là hàng free cho anh em rồi. Tiếp theo là cái vòng quay. Cái vòng quay này thì có cái khác cái gì vòng rồng vàng lần trước không anh em, đúng không? Chúng ta chỉ việc quay thôi. Kiếm vé quay thôi anh em. Đây, kiếm được vé quay đây, quay một lần này. Một là anh em kiếm vé quay, hai anh em có thể mua, chúng ta sẽ nhận được cái vật phẩm. Đó, nhận được những cái vật phẩm như là xu vàng này. Lần trước anh em nhớ cái xu vàng này không? Nó vẫn là tên là xu vàng thôi, nhưng mà lần trước cái xu vàng này ở trong bên trong có cái xu vàng này là hình con rồng nên chúng ta gọi là sự kiện rồng vàng. À, lần này là trong cái xu vàng này nó là hình cái cây nên chúng ta gọi là sự kiện cây vàng. Ui ôi, mẹ thật sự các bạn nói cây vàng bây giờ không rẻ đâu, vàng giờ đắt lắm. Trời ơi, nói đến cây vàng bây giờ đến kinh lắm. Một chỉ vàng đã thấy nhiều tiền lắm rồi. Bây giờ một cây vàng nó rơi tầm khoảng 70-80 triệu anh em ạ. Khét lẹt lẹt luôn đấy anh em nhé. Đấy, đó. Cái này thì đơn giản là chắc không phải giới thiệu quá nhiều về vòng quay. Chúng ta chỉ phải quay. Tiếp theo là nhiệm vụ ngày vòng quay. Chúng ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ. Ở đây có mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ anh em sẽ nhận được 5 vé. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái vé quay nha anh em nhé. Nhiệm vụ thì nó cực kỳ đơn giản, ai cũng làm được. Khiêu chiến này chính 30 lần, thám hiểm sinh tồn 5 lần, khiêu chiến ninja 5 lần, mở dưỡng gia đình 5 lần, nói chung là ai cũng làm được. Clon cũng làm được, đại gia cũng làm được, nông dân cũng làm được, ngày nào có 5 vé free. Tiếp theo chúng ta có cái quà trang sức. Thì đây là gói quà 1 triệu, các bạn sẽ nhận được 3.200 Rio, skin của Terumi Mei, cùng với đó là quyển nhẫn giới vàng và expert chiến hồn cũng như là đồ ăn. Không biết là của, chắc là của Terumi Mei anh em nhá, vì nó liên quan đến con này mà các bạn. Skin của nó tên là Terumi Mei Điển Tàng. Điển Tàng nghĩa là gì vậy? Tôi cứ dám cá chắc ở đây ấy. Nếu mà có 100 ông thì cũng phải tầm đó tôi khoảng 8-90 ông không biết Điển Tàng nghĩa là gì. Bản thân tôi đây cũng chả biết Điển Tàng là cái gì thật sự các bạn. Dịch cái quả skin nghe nó chán thật sự các bạn. Thật sự đây là một cái trong những cái gọi là cái cố chấp anh em, thật sự là cái đội ngũ dịch thuật họ không linh động anh em, cảm giác như kiểu là đội ngũ dịch thuật cái con game này họ không linh động anh em, không ý chê trách gì đâu, nên là đây chỉ là một lời góp ý cho nhỏ của mình thôi. Bản thân mình là một người chơi game, một người trải nghiệm ấy, đúng không? Chúng ta có những cái vấn đề, có những cái góp ý để cho nhà phát hành họ biết, hay là góp ý cho những cái nhà dịch thuật họ biết là họ nên dịch như làm sao mà nó hợp với gọi là văn phong ngữ cảnh của Việt Nam chúng ta, đúng không? Điển Tàng là dịch theo có khi là bạn, có nghĩa là bên cái game này chắc chắn là phải mua từ bên Trung Quốc, Việt Nam chúng ta không sản xuất được, mình khẳng định với các bạn là như vậy.
đúng không? Việt Nam chúng ta không thể tự làm game, tự viết game rồi code game các kiểu được, gần như là lấy hết từ bên Trung Quốc về, sau đó thì Việt hóa, dịch thuật các kiểu sửa đi tất cả mọi thứ để về làm. Chỉ có việc sửa mỗi cái phông chữ về để làm thôi anh em, có file get code hết rồi về sửa cái là thành game của mình thôi, gần như là phải mua bên Trung Quốc nha anh em nhá. Thì nó là như vậy đó, thì có nghĩa là họ bắn từ gì sang thì có một đội ngũ dịch thuật riêng, thì họ cứ dịch 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 đúng không, họ cứ dịch ra dịch làm sao cho nó chuẩn được là anh em. Có nghĩa cái từ mà họ dịch ở trong cái skin của con Terumi là điển tàng thật, trong cái tiếng Trung biết gì đó nó là điển điển tàng, nhưng mà tiếng Việt thì thật sự các bạn mình không hiểu, mình không cắt nghĩa được từ điển tàng đó các bạn. Họ thật sự là họ không linh động trong cái vấn đề nó này đâu. Ví dụ như mình không bao giờ đặt là mình mà ở trong cái đội ngũ dịch thuật ấy, mình sẽ không bao giờ đặt cái bộ skin này tên là Terumi Mây điển tàng thôi nha, vì nó có ý nghĩa gì đâu, mình chả hiểu điển tàng nghĩa là gì, gần như các bạn cũng vậy thôi đúng không. Mình mà để mình á, mình dịch theo đúng kiểu phong thanh, gọi là phong thanh kiểu phong thái tiếng Việt của Việt Nam mình mà đập vào mắt á, mình sẽ gọi luôn đây là skin Terumi Mây nóng bỏng, ai chả nghe nó quyến rũ đâu, hay là Steel Mây quyến rũ, Steel Mây gì nhở bốc lửa, úi trời ơi, Steel Mây sexy. Ở nhẹ nhàng hơn nữa thì chúng ta gọi là gì nhở, Terumi Mây tiệc bể bơi. Ơ rồi Terumi Mây gì nhở, đây là một cái trang phục lễ hội chẳng hạn đúng không, hay là trang đúng không, nhìn nó khá giống lễ hội nha các bạn nhá, hay là Terumi Mây gì đó xanh điệu các kiểu đúng không, vì có kính mát ở đây mà các bạn. Ơ rồi thật sự các bạn nếu mà dịch theo đấy có phải là dễ hiểu hơn không, mà nhìn nó cũng nghe nó cũng nhẹ tai hấp dẫn hơn đâu anh em, chứ phải dịch cái quả skin Terumi Mây điển tàng. Tôi không cắt nghĩa được, không biết anh em có cắt nghĩa được không, anh em là giỏi 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 phong 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 thanh tiếng Việt đúng không, giỏi về cắt nghĩa của tiếng Việt, giỏi về từ điển tiếng Việt đấy. Thì anh em có thể cắt nghĩa tôi từ điển tàng là nghĩa là gì nhá, thật sự là mình cũng lần đầu mình nghe lần đầu mình đọc anh em ạ. Có khi là điển tàng nghĩa là những kiểu skin mà điển điển trong từ cổ điển, tàng trong từ tàng 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 trong từ bảo tàng kiểu như vậy nhỉ, có nghĩa là như vậy, có nghĩa là mình nhìn như vậy nhưng mà nó không hợp với cái nó không hợp với cái nó không hợp với hình ảnh một mẹ với Terumi trắng trẻo xinh gái sexy và nóng bỏng quyến rũ như thế này được anh em đâu. Ta chỉ cần đập vào mắt thôi, tôi gọi luôn Terumi quyến rũ đúng không, Terumi nóng bỏng nó sợ, có phải là hấp dẫn hơn không đúng không, hay gần khốc liệt hơn nữa thì chúng ta gọi là skin Terumi Mây sexy sợ sexy girl chẳng hạn, sợ có phải hấp dẫn hơn không anh em đấy. Thật sự đấy, góp ý chân thành nhé. Dịch phải nói ở đúng chuẩn phong thanh tiếng Việt vào nghe nó hấp dẫn đi nhỉ. Ok, đó thì câu chuyện vui rồi, vừa về review game, vừa về review sự kiện, vừa về event thì mình chém gió vậy thôi anh em nhé, còn đấy là ý kiến cá nhân của mình thôi chứ không có ý gì đâu anh em nhá. Tiếp theo chúng ta có một cái sự kiện event là rơi hạn giò à, chính cái này rơi vật phẩm này xong rồi chúng ta đổi anh em nhá, ưu đãi Rio. Ở đây chúng ta sẽ có quà siêu quà có mua anh em nhé, cái này thì anh em nên mua này, quà này thì anh em cũng nên mua, vì mình đã nói với các bạn là mấy phút trước ấy, là cái event cây vàng này, gọi là event cây vàng đi, là cái event ngon nhất trong tất cả các loại event từ trước đến nay ra mắt rồi, 60 mấy ngày nhỉ, 64 ngày, 64 ngày game ra thì đây thật sự là một cái event ngon nhất rồi, và mình khuyên thật sự các bạn nên chơi full cái event này anh em nhé, anh em nên chơi full maximum luôn, à maximizer luôn cái sự kiện này anh em nhá, đừng để bỏ lỡ. Thật sự các bạn, anh em mà đang có trong mình đâu đó tầm khoảng 10k hay là đâu đó tầm khoảng 20k Rio thì nên chơi max cái sự kiện này cho tôi, quá ngon, không có gì để bàn cãi anh em nhé. Tiếp theo là quà ưu đãi này thì dành cho dân nạp rồi, anh em nông dân nạp cũng được mà không nạp cũng được đúng không, nên nạp là ưu tiên anh em nhé, đó là dòng vàng này. Đó, tiếp theo chúng ta có một cái shop đổi ưu đãi dòng vàng này, anh em biết rồi đấy. Cái shop đổi này thì ngon nhất là quyển siêu kage, quyển siêu kage anh em không, cái này dùng để quay tướng 3S giống như ở Naruto Chakra Cửu Vĩ hay là Sasuke Susanoo đấy vừa nãy anh em nhá. Thì em có nhớ đợt trước mình chơi nhá, đợt trước thì mình cũng có chơi sự kiện rồng vàng thì mình đã tích được đâu đó tầm khoảng hơn 100 quyển siêu kage, 108 quyển, thì mình cứ trừ đi các kiểu mình may mắn mình quay ra được nữa đi thì cứ cho là kiếm được 100 quyển. Mà anh em biết được kiếm được 100 quyển nó tương ứng bao tiền không, kiếm được 100 quyển của siêu kage này nó tương ứng với tầm khoảng 20.000 Rio. Đó. Có nghĩa là chúng ta chỉ cần chơi hai cái sự kiện giống như kiểu là rồng vàng hay là cây vàng như này là chúng ta sẽ đủ một lần quay cho một con tướng 3S 4 sao anh em nhá. Ví dụ như kiểu sau con Sasuke Susanoo này nó ra con Nagato chẳng hạn, hay là ra
Hishirima đệ nhất hay là ra đệ nhị chẳng hạn, đúng không các bạn? Tatsutoshi Yamagu các thứ ra đệ nhị chẳng hạn, đúng không? Cũng là một con tướng 3S, thì lúc ấy chúng ta sẽ có đô tầm khoảng 200 vé, đúng không? Như mình, như cái act này của mình, nếu mình chơi cái sự kiện này full thì mình ít nhất mình kiếm đâu đó được tầm khoảng 100 cái quyển Shukage này nữa, đúng không? Là mình sẽ có tầm khoảng 200 quyển, thì lần sau chắc chắn ra một con tướng 3S nào đó mình có thể lấy được luôn. Ví dụ như kiểu là kẻ ra ví dụ lần sau nó ra cụ đệ nhị nhị chẳng hạn, đúng không? Toriyama chẳng hạn, hay là cụ đệ nhất Shirama chẳng hạn, đúng không? Mà mình cần một trong hai con đó, mình sẵn sàng bỏ ra 200 cái quyển siêu kage này, mình lấy nó luôn anh em nhé. Gần như là anh em sẽ ăn được free luôn, không mất thêm một đống là Kyo, không mất thêm một đống Rio là nữa anh em nhé. Nó quá ngon dành cho cái sự kiện ưu đãi dòng vàng này rồi, hay ưu đãi cây vàng này rồi anh em nhé, đúng không? Nó có 3 kỳ thì anh em vẫn ưu tiên mua quyển siêu kage, sau đó thì ưu tiên mua đến mảnh tăng sao, quyển nhẫn giới. Nói chung anh em cần cái gì thì mua, nhưng mà cái thật sự ngon nhất ở đây là quyển siêu kage anh em nhé. Sau cái này thì anh em thích mua cái gì thì mua, anh em thiếu quyển nhẫn giới thì anh em mua thiếu quyển nhẫn giới, anh em thiếu mảnh vạn năng SS cộng thì anh em lấy, đúng không? Thiếu cái gì anh em lấy cái đó nhá anh em nhá. Mà cái sự kiện cây vàng này ngon quá, không chơi không được nhá anh em nhá, ưu tiên. Ngoài ra thì chúng ta còn bonus thêm cả sự kiện bí kỹ đi kèm nữa anh em nhá. Hai sự kiện trong một. Thật sự các bạn, lần đầu tiên mình thấy nhà phát hành nó khá gì nhỉ, hào phóng khi mà cho cùng một lúc hai sự kiện. Đa số chúng ta sẽ làm một sự kiện một hết sự kiện cây vàng này mới đến sự kiện bí kỹ, nhưng mà lần này lại không, ra đồng thời một lúc hai cái sự kiện một lúc luôn anh em nhé, rất hay ở chỗ đó, ra sự kiện đồng thời một lúc rất hay ở cái đó. Thì cái sự kiện này so với cái sự kiện rồng vàng thì chắc chắn là so với sự kiện cây vàng kia thì không có cửa để so sánh được nha anh em nhé. Nhưng nói chung là cũng ngon, hai sự kiện một lúc nó quá ngon rồi anh em ạ, đúng không? Hai sự kiện một lúc là quá ngon rồi, thật sự là đây là một trong những cái tuần mà nhà phát hành gần như là ưu ái cho anh em rất nhiều, nên anh em tranh thủ mà chơi hai cái event này anh em nhé. Chơi hai cái event lễ hội trồng cây vàng và ưu đãi bí kỹ anh em, nó quá ngon rồi. Anh em không chơi hai sự kiện này thật sự các bạn là không biết chơi sự kiện nào nữa, thật đấy anh em ạ, lời khuyên chân thành của mình này, nó quá ngon rồi anh em, không chơi hai cái sự kiện này thì không biết là chơi cái sự kiện gì nữa anh em nhé. Đấy, ok nhá anh em nhá, clip này mình xin phép được tạm dừng ở đây. Chỉ là review về hai cái sự kiện cây vàng và sự kiện về gì nhỉ, ưu đãi bí kíp mà thôi. Hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo nhá. Chúc anh em có những cái trải nghiệm tuyệt vời cùng với con game huyền thoại lăng lá. À, ngoài ra, mình đang chơi thêm con đại chiến lục đạo nữa, cũng liên quan đến Naruto, cũng liên quan đến lăng lá. Anh em nào đang theo dõi cái series này của mình, series huyền thoại làng lá này, cũng có thể ủng hộ mình chơi cả con game kia nữa nhá anh em nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thank you và bye bye. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Bye bye.